this is my mom. Chân con và chân mẹ. Một buổi sáng xin thành thật tốt hơn. Anh đã đi siêu thị đầm. Rồi, đây là con heo nhà tôi. Hai mẹ con đang đi kiếm mà không nhớ ra cái gì cả. Mẹ sắp làm bánh được. Để xem mẹ làm bánh được. Mẹ lấy đồ bánh kem của chị Hai ra rồi. Mẹ đang đi cố tìm nguyên liệu làm bánh.